Hi, xin chào bạn. Lâu rồi thì chúng ta mới quay lại căn phòng thú cưng của nó ù nha. Giờ thì giảm lại chỉ còn nuôi vài bé sóc bay úp nè, với các loại gián thôi. Lát nữa mình sẽ cho gián ăn mà suy nghĩ thêm. Còn đây giờ cho mấy bé ăn số bếp ăn thịt đấy, cứ để vậy. Đấy. Ok, các bé sắp ốp sẽ tự ra ăn nha các bạn. Đấy, sau khi bỏ thịt gà mình phải đi một vòng mới quay lại mấy bé nó mới chịu ăn nha. Đấy, sắp béo rất là thích ăn thịt gà luộc nha các bạn. Có màu trắng nè, có mặt trắng, sốt bay thường, có đủ cho mấy bé. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho qua các bé gián ăn nha. Số 7 thì cứ để đây. Đấy, bé nó tự mò ra ăn rồi nè. Lập thủ. Đây đoạn là chỗ khác ăn. Xíu mình sẽ quay lại coi tiếp. Đấy, sau khi cho các bé ăn thịt gà như một giờ về. Thì mình sẽ tiếp tục cho gián ăn nha các bạn. Đấy, anh Cam sẽ nuôi cũng nuôi thêm được các dòng gián như là hết nữa. À, này là Duvia nha các bạn. Madagascar này, này là Retriever nè. Bạn nào mà nuôi bò sát hay là muốn nuôi côn trùng bên Cam thì có thể liên hệ, có sẵn tại Cam luôn. Còn Việt Nam thì mấy này bao la, đặt là có các chợ bạn có nuôi sẽ bán, sẽ giao. Đấy, này là Retriever nha các bạn, đủ size. Dòng này thì cho các bé nhện hay là LG ăn rất là tốt nha. Đấy, sắp bay cũng ăn luôn. Bé là gờ. Chứ nuôi mồi cho mấy bé bên này thôi. Rồi ai cần thì có thể chia lại cho. Nhện bò cạp cũng ăn dòng đó luôn. Sắp bay cũng ăn nữa. Còn Madagascar, chủ yếu ta sẽ nuôi kiển hơn là sẽ nuôi làm mồi, bởi giá thành khá là cao. Chúng ta sẽ bắt một bé lên chơi nha các bạn. Đấy, Madagascar, bé này bé đực nha. Cách phân biệt được cái là bé đực nó sẽ có hai cái sừng, cái thì không có, rất là nhiều. Cũng nuôi từ từ lên thôi. Đấy. Gián Madagascar hay còn gọi là gián gió nha các bạn. Này là một bé cái nha. Trên đầu nó không có hai cục sừng. Mình sẽ dọn sơ rồi mình cho các bé ăn nha các bạn. Đây, nãy giờ mình đã chuẩn bị một đĩa chuối. Phương pháp nuôi gián Madagascar hay là Retriever hay Lubia thì nó cũng y chang như nhau. Chứ là sẽ cần có cái nơi cư trú. Thì phổ biến nhất là chúng ta sẽ nuôi bằng các cái vỉ trứng này nha các bạn. Đây.
Đang thì các loại nào mà có nước với nước đường ngọt là ok. Chuối là cái rẻ nhất và dễ kiếm nhất. Chúng ta cắt dài như vậy. Đây. Đến đây, lát hồi dán nó sẽ tự động bu lên nó ăn. Đấy. Mình cũng có thể cắt nhỏ và bỏ vô các khe cho các dán bên dưới nó ăn. Cả một hệ thống hang động ở dưới đấy. Ăn chuối thì nó sẽ triệt để nhất là không để sót lại cái gì hết, tụi nó sẽ ăn quét hết sạch, rất là hay nha các bạn. Đấy, cứ lột vỏ và cắt như vậy. Còn chuối sẽ có thêm các chú dán được, mình cắt cho đĩa là để cho các bạn thấy cho dễ, chứ thật tích khi mà chúng ta làm thực tế thì cứ cầm dao trên tay và cắt thôi, thế là nhanh. Cứ để vậy tự động dán nó sẽ biết có đồ ăn nó sẽ lên, rất là hay. Tại sống bầy đàn mà, cứ một con biết cho nó kéo kéo cả bầy nó lên nè. Mình cắt nhỏ là để tăng diện tích tiếp xúc, để cho dán có bề mặt ăn nhiều hơn, mau hết mồi nhanh hơn. Nè. Thấy không? Các chân di chuyển lên rất là nhiều nha. Ta sẽ qua tiếp tới thùng Madagascar. Nhưng Madagascar do nó leo được khá là tốt nên phải dán đứt bụng bên kia luôn. Trong chỗ nuôi thì nên để một chén nước để đây lắm. Chuối thì mình cũng cắt nhỏ ra cho dễ ăn. Cứ thái rồi xếp vô, các chiếc xe tự động chạy lại ăn thôi. Tôi dán là một cái khá là đơn giản, chỉ có lâu là về đời sống của tụi nó. Để từ một size baby mà lên size to thì mất cả mấy tháng trời. Người thấy size dán nó nhỏ xíu luôn á, nhưng mà đá ca con cũng y chang vậy thôi. Mình thấy là mình vừa mới để chén nước vô là dán mà đã cách ca to nó là nước nước nè, bỏ đoạn vô là bu lạng vô cùng đơn giản nha. Có thể thay thế chuối bằng táo, lê, cam, nói chung là loại trái cây nào có nước đường, nước ngọt mà dễ dọn vệ sinh. Có thể ăn rau cũng được, nhưng mà rau thì không nhiều nước như trái cây. Tiếp đến là chúng ta qua đến nhãn Duvia, đã có bán bớt rồi mà vẫn còn rất là nhiều nha các bạn. Đây. Đây là các Duvia baby thôi nè. Sau này thì cái ròng ăn rất là tốt, rồi các loại bò sát nữa, ròng mút baby là gờ baby đây. Cũng trang một phương pháp như trên luôn. Đây là cách mà làm đơn giản nhất cho bên
Trạng dáng Nubia cũng làm cách vậy nha các bạn. Đấy. Bạn nào mà mua Nubia nhiều thì có thể bắt chước học theo cách nuôi vậy cũng được, rất là đơn giản. Nuôi từ ít rồi nó sẽ đẻ lên rất là nhiều. Nubia có giá trị dinh dưỡng vừa cao nè, vừa dễ nuôi, ít chết hơn là kiểu mà mua dế ngoài chợ, ngoài tiệm chim. Dế ngoài tiệm chim mua chưa đầy một ngày thì thường thường nó sẽ chết rất là nhiều, tạo mùi hôi rồi có rủi ro cho các bé nữa. Nên dần dần mấy người mà nuôi bò sát chuyên thì người ta đã chuyển qua sang là nuôi hoàn toàn bằng trang Luvia hết nha các bạn, hoặc là Redrunner là cái thùng bên kia. Đấy, mình cắt là mình chuối mình bỏ xuống dưới cho các dán tủ cát xung quanh luôn, và mình sẽ để trên mặt để dán bu lên trên ăn cho các bạn thấy. Đây con sẽ quay qua xem cái hồ nuôi cá trên đó. Đấy là đang kín mặt rồi nha các bạn, cả một kho đồ ăn dinh dưỡng dành cho các chú bò sát. Cắt để trên bề mặt cơi Luvia nó có lên ăn nhiều giống như Westerner không nhỉ các bạn? Để xíu mình sẽ quay tiếp nhé. Này và tiếp theo là một hộp Nubia mà size to hơn, bên kia là size baby, bên này là size to. Em thấy dưới là cả một cả ngàn con dán trong này. Ta sẽ mở một ăn xem đã như thế nào nha. Đấy. Dán con và dán cha mẹ anh chị dòng họ nó rất là đông trong này. Chúng ta cứ cắt chuối bỏ vô để chia trong này cho ăn cho dễ nha các bạn. Nuôi vậy thì chúng ta cũng không cần phải để chén nước luôn, tại trong trái cây nó có rất nhiều nước rồi, nhiều có nước đường chất dinh dưỡng để nuôi, dán là vừa cung cấp nước luôn. Đấy. Đặc biệt nuôi các loại dáng này nó không có hôi nhiều nha các bạn, nó sạch hơn dáng ngoài cống. Mình nào mà có nhu cầu mua mồi cho các kiển cho bò sát thì cứ liên hệ với Pet Shop, có đủ các loại đồ ăn bổ dưỡng tẩm bổ cho các bé thú cưng dưới nước lẫn trên bờ nha các bạn. Trại nhỏ nhỏ bên cam của nó ù, ở Việt Nam các trại bạn của nó ù thì rất là lớn, số lượng muốn bao nhiêu ký cũng có. Đây, cứ thoải mái nha, cần thì cứ alo Zalo gì đó thoải mái. Đây. Sắp tới thì nó ù cũng sẽ phát triển thêm cái trại bên cam để dành cho các khách bên cam nữa. Nào mà người Việt ở bên cam thì quá tuyệt vời. Các bạn người cam thì đương nhiên là có vợ nuôi bù biết nói tiếng cam mà, sẽ phục vụ các bạn, hướng dẫn các bạn nuôi pet thoải mái. Đấy, các bạn thể làm nhanh là cứ lóc lóc chuối để vậy đó, xếp lên. Không phải nhất thiết là ngày nào chúng ta cũng có thể cho ăn, mấy ngày cho ăn một lần cũng được. Cái này là một lần cho ăn là cho ăn khoảng 2 tới 3 ngày,
mới quay lại cho, nên cho nhiều vậy đó, đặt một lần luôn. Ta thấy các thùng là đều có ăn rất là nhiều rồi. Giờ chúng ta sẽ xem thành quả nãy giờ nha. Đây, cái POS lên lên ăn kính mặt luôn rồi. Đến được về. Bên này là dán Madagascar các bạn. Rất là dễ nuôi và hợp vệ sinh, vừa có bếp chơi nuôi thêm mà vừa có mồi sẵn trong nhà luôn. Các bạn xem clip thấy hay thì nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Web Show các bạn, rất nhiều các clip hướng dẫn các bạn nuôi thú cưng cũng như là các clip mới hơn nữa. Xin chào, gặp lại các bạn trong các clip sau nhé, bye bye.